chào tất cả mọi người, mình là Ái Phương và chào mừng tất cả các bạn đến với podcast Before Sunset. Phương xin được giới thiệu với tất cả các bạn hai người bạn sẽ cùng tham gia với mình ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là My Nguyễn, một người bạn rất là thân của Phương, sẽ là co-host. Còn bên cạnh Phương đây là em Yến Phạm, là một nhà sản xuất, một producer cũng đã từng làm việc cũng khá là thân thiết với Phương. Mình phải nói rõ là bây giờ công việc của mình ở đây là nhân viên văn phòng, ở đây là một nhà sản xuất freelancer, đây là một nghệ sĩ. Vậy thì hồi đó lúc đi học á, là My muốn làm, My hình dung mà lớn lên mình sẽ làm nghề gì? Còn Yến em nghĩ là lớn lên em sẽ làm nghề gì? Rất là đơn giản, hồi nhỏ lớn lên thích bán chè. Vì niềm đam mê lúc nhỏ thích ăn chè. Lúc đó mẹ có hỏi là sau này lớn lên con muốn làm gì thì rất là hồn nhiên, dạ con muốn bán chè. Vì lúc đó là rất là thích ăn chè, chè đậu đen, chè đậu xanh. Là một cái ước mơ rất là hồn nhiên. Nhưng mà cái đó là kinh doanh đúng không? Là muốn kinh doanh, đặc biệt đúng. Là cái bộ môn là chè. Mà thật ra lúc đó còn nhỏ lắm, không có nghĩ nhiều là kinh doanh hay gì cả. Chỉ là cảm thấy là mình thích ăn chè, mình có thể bán, nếu như mình ế thì mình ăn luôn. Thì nó đơn giản như vậy thôi. Ok, còn Yến thì sao? Hồi nhỏ là em nghĩ là em sẽ làm gì? Hồi nhỏ nhà em hay kiểu cài cắm về nhan sắc lắm chị. Thế là mặc dù là em thấy là mình cũng chưa đâu, nhưng mà nhà em hay kiểu lớn lên làm tiếp viên hàng không nè. Hay là lớn lên đi. Mà nhà rồi, em rồi, là hiểu rồi. Nhà em, nhưng mà hồi đó em cũng thích. Xong rồi cái lớn hơn chút nữa thì em muốn làm giáo viên tiểu học. Nhưng mà sau đó thì em không có làm những cái gì mà em đã từng suy nghĩ. Sau em cũng không biết là mình đã như thế nào, nhưng mà chắc là nghề chọn người á, nên chọn là người, dạ, thì em làm ngành này luôn. Rồi chia sẻ với mọi người luôn, công việc đầu tiên mà Ái Phương nghĩ là lớn lên mình sẽ làm, đó chính là theo như họ hàng nội ngoại nói là lớn lên đi thi hoa hậu nha con. Dạ, lớn lên con sẽ làm hoa hậu. Là người có nhan sắc từ bé. Và mình nghĩ cao to từ bé. Hồi nhỏ mình nghĩ đó là một cái nghề. Hồi nhỏ không biết hát nha, không biết hát, không nghĩ là mình biết hát. Và mình chỉ phát hiện là mình có khả năng âm nhạc trễ lắm, 15, 16 tuổi gì đó. Cái điều vui là đúng là sau này lớn lên thì làm nghề chọn người nữa. Nhưng mà sau mỗi chặng đường mình nhìn lại á, thì mình thấy là cái công việc hiện tại của mình nó có liên quan gì đến cái điều mà mình đã hằng nghĩ hồi xưa không? Nó có liên quan đến bản thân của mình hay không? My thì sao? Thật ra là khi nhỏ mình cũng có nhiều suy nghĩ. Nhưng mà những cái điều mình mong muốn và mình nghĩ hồi nhỏ nó sẽ không giống như khi mình lớn lên. Ngay cả khi mà mình lớn lên rồi thì cái chặng đường, ví dụ như 20 tuổi á, cái mong muốn của mình, cái sở thích sẽ khác. Đến 30 tuổi thì sẽ khác. Đa số những cái bạn làm văn phòng á, mà theo như My nhìn thấy và cũng là trải nghiệm cá nhân và những người xung quanh luôn á, thường là một chút của cái việc mình muốn và một chút của cái việc là cơ duyên đưa đẩy. Nhưng mà khoan nha, một chút đây là bao nhiêu trong một cái scale mà gọi là 100% đi? Nó sẽ là một chút của nhiều thứ, nhưng mà sẽ bắt nguồn đầu tiên từ cái việc mình thích trước. Thì khi mà mình thích những việc đó sẽ có cơ duyên đẩy mình đến những việc liên quan, mà đôi khi hoặc là những cái việc không liên quan luôn, thì lúc đó là cái lựa chọn của mình. Tại vì cái công việc đầu tiên thường sẽ là cái cơ duyên dẫn mình đến những công việc sau này. Đa số là như vậy, không phải là tất cả. Thì cái đó là giống như em Yến nói là việc chọn người. Thì là mọi người hay nói việc chọn người là khi mà cái công việc đó nó không giống như những cái việc mình nghĩ là mình sẽ làm. Với Yến thì sao? Em đã đi làm được bao nhiêu năm rồi? Em đi làm chắc cũng mới đây thôi. Em làm hồi 2018. 2018 là em bắt đầu em đi làm gọi là làm việc một cách chính thức á. Chứ hồi trước là em cũng tập tành nhỏ lẻ lắm. Giống như em đi học cái em xách đồ ăn lên trường em bán gì đó. Cái đó là mình sẽ gọi là thực hành đi. Nhưng mà nếu như vậy thì có nghĩa là giống như là mình là giai đoạn khoảng 10 năm hơn đi, thì bé Yến đang ở một cái giai đoạn là khoảng 5 năm gì đó. Thì ở cái giai đoạn của My vừa chia sẻ thì có lẽ là đã dần dần chủ động được nhiều hơn rồi. Nhưng mà ở em thì sao? Chị cảm thấy là đang ở cái phase đầu tiên á. Thì em cảm thấy là trong cái công việc hiện tại, trong cái cách mà mình chọn lựa môi trường làm việc nè, công việc của mình nè, mình đã chủ động được bao nhiêu phần trăm trong đó? Hiện tại bây giờ thì chắc là em là người chủ động chọn nghề nhiều hơn là nghề chọn mình.
Vậy thật ra cũng hiếm á nha. Thì nếu mà độ tuổi trẻ như em như vậy cũng là hiếm. Nhưng mà cái khúc ban đầu em mới đi làm á, thì cái đó có phải là em chủ động không, hay là công việc đưa đẩy, là duyên cơ đưa đến công việc? Em nghĩ là nó vừa có chọn mà nó vừa có duyên nữa. Tại vì lúc đó mình năm nhất mà mình cũng đâu có rõ về các ngành đâu. Thì em chỉ biết là có ngành truyền thông và ngành marketing, thì em cũng chưa rõ là hai ngành này nó sẽ có khác nhau như thế nào. Thì sau đó em chọn truyền thông. Em không biết tại sao nhưng mà em chọn truyền thông. Thì vô đó thì ngành em học hoa sen, cho nên là trường em dạy truyền thông là dạy về sản xuất. Sản xuất sản phẩm truyền thông nghe nhìn, kiểu như vậy. Thì em mới biết là à, nó có một cái ngành gọi tên là ngành sản xuất, là gọi tên là như vậy. Ủa vậy là em là một trong những cái người, chị nghĩ là số ít là làm cụ đúng thể ngành, đúng cái ngành là làm sản xuất và đi ra làm nhà sản xuất luôn. Thực ra là trong cuộc sống mình có những cái yếu tố lớn gì đó, là sức khỏe, gia đình, mà sự nghiệp, là tình yêu nè. Thì bây giờ cứ cho là Yến có một cái bánh, mì có một cái bánh. Cái bánh đó trong đó có nhiều yếu tố, vậy thì cái yếu tố mà công việc, sự nghiệp á, nó chiếm bao nhiêu phần trăm cái bánh đó? Nó ảnh hưởng như mình nhiều lắm nha. Cho em trả lời trước á. Em hả? Hiện tại, ngay lúc này luôn, cái bánh đó của em, sự nghiệp, công việc chiếm bao nhiêu phần trăm? Nếu là em và bản thân em thì em nghĩ là sự nghiệp sẽ chiếm 65%. Wow, My. Không lẽ 65% là nhiều hả? My đang định trả lời là 70%. Không, mình chỉ wow thôi mà, mình chỉ wow thôi. 70%? 70%, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà 30% còn lại chia mấy cái khác rồi có bị mất cân bằng quá không? Không hẳn, tại vì cũng tùy theo cái tình trạng của bản thân lúc đó. Tại vì hiện tại My đang là người độc thân mà cũng không có sống chung với gia đình. Thì thời gian mà mình có chủ yếu dành cho bản thân thôi thì là 30% còn lại. Biết sao Phương hỏi vậy không? Là tại vì á, tùy vào thuộc vào, Phương nghĩ là tùy thuộc vào cái việc mà công việc nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái đời sống của mình á, nó đánh giá được cái sự hài lòng và cái cảm xúc hiện tại của mình á. Vậy thì nha, hỏi nha, Yến với My đang cảm thấy như thế nào về công việc của mình ở ngay lúc này? Cảm xúc thôi. Cảm xúc hiện tại á, là đang hài lòng. Đang hài lòng. Và đang cảm thấy là mình đang trên đường đi đến một điều rất tốt đẹp mà mình đã lên kế hoạch và mong muốn. Còn Yến thì sao? Đối với bản thân em thì em thấy là công việc của em chưa hài lòng. Chưa hài lòng. Dạ. Nếu như chưa hài lòng thì là do lý do vì sao? Tại vì cái em vừa kết thúc một cái công việc, một chặng đường. Dạ đúng rồi, một chặng đường. Thì em thấy là mình hiểu mình như thế nào, sức khỏe của mình ra làm sao, tính cách của mình ra làm sao, gọi là sao ta, những cái vốn có, giống như là đặc điểm, gia đình đặc trưng, hay là tiền chi phí tài chính vân vân đó chị. Thì em thấy là chưa hài lòng ở đây là em còn đi tìm bản thân em, còn đang đi tìm công việc cho bản thân em. Cái gọi là công việc nào sẽ phù hợp với mình có thể gắn bó một cách lâu dài và mình phát triển mạnh với nó. Nghĩa là điều mà em chưa hài lòng đó là em chưa tìm được một công việc mà em nghĩ là em sẽ gắn bó lâu dài. Em vẫn đang trên giai đoạn là tìm kiếm nhiều thứ để xem cái gì hợp với mình. Dạ đúng rồi. Em cảm thấy là có một số bạn á thì tìm thấy được cái công việc mà phù hợp với bản thân mình từ rất là sớm, thì em thấy là rất là may mắn và trộm vía. Nhưng mà vẫn có nhiều người kiểu giống như bản thân em, thì sau khi đã làm một công việc một thời gian cũng không có gọi là quá ngắn đâu, nhưng mà mình nhận ra là à, nó có thật sự nó có phù hợp với mình hay không. Và mình cũng may mắn là em nhận ra ngay tại thời điểm này là em vẫn còn đủ thời gian để em, nếu như mà em muốn bắt đầu một cái công việc mới á, thì em vẫn còn thời gian để em gầy dựng nên nó, để sau này về sau, ví dụ như tầm 30 mấy tuổi, thì có thể là em tự tin hơn và em có thể có một cái gọi là mức chi phí nó cũng ok. Cái điều mà Yến mới nói á, cũng là cái điều mà chị nghe rất nhiều người nói. Thì không biết là Yến với Phương nghĩ lại cái câu mà Yến nói là còn thời gian nghĩa là sao? Ơi, hồi nãy Phương nghe bé Yến nói câu đó, Phương có cười hay gì? Phương cũng để ý câu đó đúng không? Hay là những người bây già giờ, là mới để ý câu đó? Người già có tuổi nhạy cảm với mấy câu mà thời gian các thứ đồ lắm. Ê, tự nhiên Phương nãy ra một câu hỏi kìa nè. Mọi người định nghĩa còn thời gian ở đây là còn thời gian như thế nào?
còn thời gian, ý em nói là còn thời gian ở đây có nghĩa là về mặt tuổi tác sinh học hay là còn thời gian ấy là vì mình có tài chính, mình có điều kiện nên mình có dư dả thời gian để chọn, để suy nghĩ, hay đó khác nhau nha. Khi mà My còn trẻ giống như Yến á, thì cũng hay thường xuyên nói cái câu là còn thời gian, không có thời gian. Lúc đó là 25 tuổi nghĩ mình đã già. Tại vì cái khái niệm xã hội á, ngày xưa là còn nghĩ là 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 24 tuổi lấy chồng, 25 tuổi sinh con. Thì đó là cái khái niệm chung của xã hội như vậy, làm cho mình cảm thấy là nếu mà mình chậm hơn cái timeline đó, mình là người đi trễ. Có nghĩa là mình sẽ phải theo đúng cái mốc như là cái form chuẩn của hồi xưa đó, của xã hội. Thì bây giờ là tiêu chuẩn xã hội có thể là thời gian rồi sẽ khác một chút, nhưng vẫn là có một cái tiêu chuẩn chung của mọi người. Ví dụ như có rất là nhiều người sẽ có áp lực như là 30 tuổi rồi sao mà bạn bè mình đều mua nhà mình chưa mua. Ồ, 30 tuổi rồi bạn mình hai đứa con sao mình chưa lấy chồng. Đó là cái tiêu chuẩn chung của xã hội. Thì ngày xưa khi mà mình nghĩ là 25 tuổi mới bắt đầu bước qua một cái ngành nghề mới là rất trễ, vì bạn mình đã làm từ năm 22, 23. Mình đi sau mấy năm thì cảm thấy là mấy năm đó là rất là lâu và rất là trễ. Tại vì lúc đó mình non nớt, phải không? Mình mới sống có 20 mấy tuổi, mình thấy 3 năm rất là dài. Bây giờ khi mà mình hơn 30 tuổi, mình lại cảm thấy 3 năm không dài lắm. Thì đó là cái tâm lý phụ thuộc vô độ tuổi và kinh nghiệm sống là mình nghĩ như vậy. Thì không biết là em Yến là vì Gen Z đó, có thể là cái suy nghĩ của em khác. Tại vì ngày xưa khi mà bằng tuổi em là chị nghĩ vậy á. Là còn đó, thì bây giờ là cái còn thời gian á của Yến có nghĩa là còn thời gian như thế nào? Mình còn trẻ, mình còn đủ sức khỏe thì mình có thể thử sức ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau, cũng như là ở bên ngoài môi trường làm việc á. Thì trẻ thì người ta cũng có, người ta tuyển dụng, người ta dễ dàng tuyển dụng hơn. Khi mà mình tầm 30 tuổi trở lên á, thì em đoán thôi, thì các nhà tuyển dụng thì sẽ cân nhắc hơn nhiều, nên là đến lúc đó thì mình ổn định thì cuộc sống mình sẽ tốt hơn. Hồi đó đó Phương cũng rất là muốn nhanh chóng có được cái câu trả lời khi mình 20, 22 tuổi á, mình đi học á. Ê, bây giờ làm ca sĩ chứ hồi đó học quản trị kinh doanh nha mọi người, sau đó là đi làm ca sĩ. thì nói gì nè, hồi đó mình muốn biết mình là ai lắm, mình muốn biết là mình sẽ làm công việc gì rồi như thế nào lắm. Và ngay cả bây giờ khi mà mình nhận được những cái thư của các bạn trẻ, các bạn cũng rất là muốn có những câu trả lời như vậy. Nhưng mà Phương nghĩ là thứ nhất, các bạn ơi, không phải là tới 30 tuổi mình sẽ có câu trả lời hết đâu. Có khi có những người 30, 3 mấy tuổi vẫn đang đi tìm câu trả lời. Vậy thì là người ta còn thời gian hay không? Hên xui. Còn bây giờ tại sao là hên xui? Phương nghĩ thời gian mình tạo ra được. Thời gian tạo ra được là tại vì sao? Tại vì nếu như mà mình luôn luôn là cái người mà trau dồi, rồi mình luôn luôn là người đi phát triển bản thân á, mình có điều kiện hơn, mình linh động hơn, thì Phương nghĩ đó là có nhiều thời gian để lựa chọn hơn. Nhưng mà nó cũng lại quay lại là cái yếu tố tiền bạc, tài chính có rất là quan trọng. Đúng vậy. Rồi, bây giờ xin lại hai cái bánh nữa nha. Ừ. Cái yếu tố tài chính đó nó nằm trên cái bánh công việc đó, nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Của My á, là trong công việc thì cái yếu tố về tài chính thu nhập là chiếm 50%. 50 đó hả? Đúng, 50%. Còn 50% còn lại đó là sẽ là những cái yếu tố khác, ví dụ như là cái giá trị, ý nghĩa của công việc đó đem lại đối với mình hay đối với xã hội. Sở dĩ mà ngày hôm nay mình sẽ phải mang cái việc là cái phần tài chính nó chiếm bao nhiêu phần trăm á, tại vì các bạn hay hỏi chị với trăn trở về công việc và trăn trở về cuộc sống, nhưng mà dường như là khi mà mình đặt quá nhiều cái trăn trở đó, nó chiếm luôn cái việc là nguyên cái cuộc sống rộng lớn nè, nói chung rồi cái việc mà chăm sóc bản thân, cái hạnh phúc, thì bắt đầu mình phải nhìn lại là thực sự cái yếu tố tiền bạc, tài chính nè, công việc nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Rồi vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái câu hỏi là ok, mình tưởng tượng chút xíu nha. Nếu như mình không còn phải làm việc để kiếm tiền nữa, vậy thì thử tưởng tượng xem lúc này mình đang làm nghề gì, đang ở đâu. Cho 5 giây suy nghĩ thử. Trả lời luôn.
không cần 5 giây. Ok, nếu như bây giờ không cần còn tài yêu. Tại vì đã từng nghĩ về việc này rồi. Đã từng nghĩ về việc này rồi. Khi mà mình đạt đến cái mức tài chính mà mình cảm thấy là mình nghỉ hưu ha. Dạ. Thì thật ra lúc đó không ngưng làm việc, nhưng mà sẽ không phải dành hầu hết tất cả thời gian để mà làm việc. Vẫn muốn làm việc và tạo ra một giá trị gì đó về công việc. Và tại vì vẫn muốn não mình hoạt động và mình có những cái tiềm năng để mà đóng góp, thì mình vẫn muốn làm việc, nhưng mà mình sẽ không dành hầu 40 tiếng một tuần để mà làm việc như vậy nữa. Sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, dành nhiều thời gian để mà đi du lịch nè, khám phá nè, hoặc là đơn giản là chỉ ở trên núi thiền tịnh tâm và có thể làm việc từ trên núi, và có thời gian chăm sóc một con mèo. Nhưng mà cụ thể thử đi, bây giờ nếu như mà không còn phải làm việc vì tiền nữa, thì My sẽ thấy là My đang làm một công việc gì? Đơn thuần chỉ là vì mình thích thôi. My sẽ không làm một công việc để kiếm ra tiền, mà My có thể là sẽ là tư vấn và cố vấn cho những bạn trẻ. À, là cái đó gọi là mentorship đúng không? Có thể là gọi là mentorship. Thì sẽ là vẫn muốn giúp cho các bạn, hoặc là có những cái dự án mà cần cái công sức của mình, okay, thì mình sẽ tham gia vào làm việc. Chứ sẽ không muốn làm một công việc để mà kiếm ra tiền cố định nữa, okay, nếu như mình đã đạt đến một cái ngưỡng là mình không cần phải làm việc nữa. Okay. Vậy còn Yến thì sao? Bây giờ cho là không có sức ảnh hưởng nào của cái việc là kiếm tiền để vì cuộc sống luôn. Sau này khi mà em có già đi thì chắc là em cũng sẽ làm một cái công việc đó. Ví dụ nào đó, ví dụ như là mở tiệm tạp hóa chẳng hạn, hay là em đi dạy học. Có những người cũng nói là nếu như mà không vì công việc, nói chung là không vì kiếm tiền, thì sẽ chỉ ở nhà chơi và đi ngủ thôi. Chứ Phương thì sao? Nếu mà không phải đi làm kiếm tiền mà nghỉ hưu sớm cũng hơi lạ chút xíu. Khi mà Phương nghe tâm sự của mấy bạn thì Phương biết vậy thôi, nhưng mà Phương nghĩ là mình công việc nó cũng lạ lùng lắm. Tại vì khi làm một người nghệ sĩ á, cái xác suất để mà có thể làm được cái công việc này và có thể kiếm sống á thấp lắm. Thật sự nó rất là thấp. Có vẻ là nó hào nhoáng, có vẻ nó đẹp đẽ, có vẻ là nó kiếm nhiều tiền, nhưng mà không phải là như vậy. Cái số mà có thể theo được nghề rất là ít. Thì thật sự là từ Phương đã theo nghề này thì có nghĩa là không phải là vì tiền, mà là thật ra rất là vì cái niềm đam mê. Và cái lúc mà Phương theo nghề này á, là Phương nghĩ là tại vì nếu như không theo nghề này thì tôi không thấy là tôi có thể làm nghề gì khác được hết. Đây là dành cho mình thì mình theo tới cùng thôi. Nó rất là khó khăn. Còn nếu như mà một ngày mà mình không có đi hát nữa, mình không có làm ca sĩ nữa, thì Phương nghĩ là một phần âm nhạc nó sẽ trở thành cái tài sản riêng, nó sẽ trở thành cái thú vui riêng. Có lẽ lúc đó Phương sẽ làm âm nhạc để thuần túy là tặng mọi người thôi. Và còn có lúc á, Phương đã tìm hiểu những cái tổ chức gọi là phi lợi nhuận ở châu Phi nè. Phương rất là thích là tự nhiên ngày nào đó mình đi chăm thú, mình đi nuôi voi, mình đi tắm tê giác. Thì nó có lần á, là Phương được hỏi câu này, Phương cũng hơi giật mình. Xong rồi Phương nghĩ thì ra đó là một cái nhu cầu nó rất là ban sơ, rất là ban đầu, là mình mong muốn được chăm sóc người khác. Và nếu mà mình mang câu hỏi này, mình đi hỏi nhiều người, có lẽ mình cũng sẽ có được những cái góc nhìn khác nhau mà cũng rất là lạ, mà hồi đó giờ mình ít khi nghĩ tới. Có lúc nào đó trong cuộc sống á, mình cảm thấy là mình không làm chủ được nữa và công việc nó đang lấy đi cái niềm hạnh phúc của mình không? Có. Vậy thì những lúc đó mọi người đã trải qua cái lúc đó như thế nào? Và sau đó thì cảm thấy là cái giới hạn bao nhiêu thì đủ để mà mình vẫn có thể làm việc, nuôi sống bản thân và vẫn yêu mến bản thân và cảm thấy hạnh phúc được. Cái này thì khá là cá nhân, tùy mỗi người sẽ có một cái phản ứng khác nhau. Những cái lý do mà My sẽ xem xét cái việc nghỉ việc á, là thứ nhất là ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe tinh thần. Làm cho mình luôn cảm thấy trong trạng thái là bơ phờ mệt mỏi, mà không phải là về thể chất mà là về tinh thần. Hai á, là công việc đã chiếm hết hầu như tất cả thời gian của mình. Mình không có một cái thời gian gì cho bản thân trong một thời gian dài. Và nó sẽ không thay đổi. Nếu mà không cảm thấy là cái tình trạng xấu này sẽ cải thiện, mà mình không nhìn thấy một ánh sáng trong đường hầm á, thì thôi. Còn nếu như mà nó chỉ là một cái khúc
thì không sao. Ví dụ như mình biết là ô thời gian này mình đang có dự án hoặc là công ty đang trong thời điểm khó khăn nhưng mà tương lai sẽ tốt hơn, sẽ không phải như thế này nữa thì vẫn không sao. Hoặc là nếu mà công việc quá nhiều, mình rất là stress, mình phải thức khuya dậy sớm, nổi mụn, không sao. Tại vì cái đó nó không phải là vĩnh viễn, nó chỉ tạm thời một vài tháng thôi. Còn nếu như mình cảm thấy là nó sẽ luôn luôn như vậy và mình sẽ kiệt quệ khi mình ở đây, mình không còn kết nối được với bản thân, mình không còn nhìn thấy bản thân là ai nữa và mình không thích cái phiên bản đó của mình. Chẳng hạn như là mình đi làm mà mình cảm thấy mình luôn mệt, mình luôn cáu gắt, mình luôn khó chịu, mình luôn không ưa đồng nghiệp, không ưa sếp. Mình cảm thấy là cái phiên bản đi làm trong mệt mỏi đó, mình không thích phiên bản này của mình, rồi mình bị tự ti về bản thân, rồi mình cảm thấy là bản thân của mình không làm được cái gì tốt nếu mà mình bị sếp chỉ trích quá nhiều hoặc là đồng nghiệp không ưa mình, thì mình cảm thấy là thôi như vậy thì mình không nên ở nơi đây nữa vì không có tốt cho sức khỏe tinh thần và mình cũng không thấy sự phát triển của bản thân. Mình chỉ thấy là mình càng ở thì mình càng mệt mỏi mà thôi, thì chị sẽ nghĩ. Còn nếu mà công việc rất nhiều thì không sao, đó là mình đang phát triển, mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, thì một thời gian thì không sao hết. Đó là cái điều mà chị không thỏa hiệp là vậy. Nhưng mà bây giờ mọi người sẽ nghĩ gì nếu như sẽ có người nói là không, cái chuyện mà khi mà tôi đi làm cái giai đoạn mà gặp những cái tiêu cực hay là những cái điều căng thẳng đó, nó là những cái điều cần có, nó là cái chuyện mà tôi sẽ phải rèn giũa bản thân, ví dụ như trong một môi trường gọi là hơi độc hại, đồng nghiệp khó giao tiếp, sếp chưa hiểu mình, thì sẽ có những người họ nói là không, cái đó là cái mình cần phải tập luyện mà. Đồng ý. Lỡ đâu nó là cái chuyện là mình yêu chiều bản thân quá, không có một cái môi trường làm việc nào nó giống như là ở nhà ba mẹ yêu chiều mình thì sao? Ví dụ em thấy sao? Thế ba mẹ mình còn nói một cái nữa là bây giờ mấy bạn nhìn trẻ ra làm việc á, đụng một xíu là muốn nghỉ việc, hay là la một xíu là lại muốn nghỉ việc. Vậy thì với những cái quan điểm là, nhưng mà bây giờ đi làm á, My nói nè, nếu như ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần không được, đó là ưu tiên. Nhưng mà một cái bên mà nó sẽ phản bác lại là ủa thế thì nếu như không có những cái thử thách đó thì tôi đâu có phát triển được. Đồng ý là phải có những thử thách đó và luôn luôn sẽ có thử thách trong công việc vì không có một nơi nào hoàn hảo hết. Nhưng mà đối với My á, nếu mà quá mức vượt giới hạn, như tại vì thế nào giới, sẽ gọi là quá mức giới hạn thì bản thân của từng người sẽ khác nhau. Ví dụ như nếu như mục tiêu của người này rất là quan trọng trong cuộc sống, ưu tiên là về sức khỏe tinh thần, thì khi mà đụng vô sức khỏe tinh thần họ sẽ nghĩ là vượt giới hạn. Nhưng mà có những người ưu tiên trong công việc của họ là tiền lương cao, thì những cái kia không là gì quan trọng, chỉ cần tiền lương cao thì tôi sẽ chịu đựng được, thì cái đó là ưu tiên mỗi người mỗi khác. Còn có những người sẽ là ưu tiên đó là sự thăng tiến trong công việc, thì nếu như ở công ty này họ có thể thăng tiến lên một vị trí rất cao, đó là ưu tiên đầu tiên, thì tất cả những thứ khác sẽ mờ. Nên là ưu tiên của mỗi người sẽ mỗi khác. Với Yến thì sao? Đối với em thì em nghĩ nó là ngôn ngữ, ngôn từ, do cách người ta góp ý với mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Mình không thể nào mà mình có thể kiềm chế được là cái cảm xúc của bản thân mình. Ví dụ mình giận quá thì mình sẽ nói với một cái giọng rất là lớn tiếng, bạn làm sai cái này rồi, mình không đồng ý, bạn phải làm lại ngay, hay là phạt hay sao cũng được, theo đúng những cái mà nguyên tắc của công ty. Nhưng ví dụ như mình dùng những cái từ ngữ sao ta? Ngu quá hả? Dạ, chứ là những cái từ ngữ mà nó hơi giống cách cá nhân, đúng không? Dạ. Cá nhân đúng không? Không, là dạ, ủa sao ngu quá, có vậy cũng không biết làm, hay là dạ, sao rồi mà làm vậy được, đúng không? Là dạ đúng rồi, vậy? Hoặc là những cái mà chị biết điều, bạn không biết điều hả? Đó. Ê, ngày xưa chị đi làm, chị cũng đầu những năm đầu đời bị nói câu đó rất sốc nha. Dạ. Ừ. Thì theo em thì cái việc mà người ta làm sai á, cái việc mà người ta làm sai thì không phải là mình, người ta làm sai và người ta, cái sự cố gắng của mỗi người á, mình có thể nhìn thấy được qua mỗi ngày. Nên là cái sai đó nó không có đánh giá được nhiều về nguyên một cái hành trình mà người ta đã làm. Nghĩa là nếu mà người ta làm một cái việc không đúng, không tốt, không có nghĩa là người đó không có năng lực. Hồi đó khi Phương bắt đầu công việc này á, thì cũng có nhiều cái điều làm cho Phương cũng bận lòng lắm. Tại vì là Phương rất thích làm nhạc. Tuy nhiên là ở cái công việc này á, Phương phải thể hiện, gọi là đưa bản thân ra ngoài nhiều quá. Và hồi đó nhạy cảm lắm, hồi đó nghĩ là người này nói cái này, người kia nói cái kia, rồi cuối cùng mình stress, mình không có vui. Phương đã có những cái giai đoạn là Phương
gọi là hơi suy nhược thần kinh luôn á, mà cũng không muốn thích bản thân mình. Xong rồi sau đó thì đã phải học rất nhiều bài học, cho đến nay, cho đến đo đến ngày hôm nay nha, vẫn phải học rất là nhiều. Xong rồi là hồi đó 10 năm trước thì mình nghĩ là mình cứ đi đi, rồi những câu hỏi của ngày hôm nay, ngày sau mình sẽ có. Nhưng mà Phương chợt nhận ra đến ngày nay khi mà ngồi với mọi người nhìn lại, Phương chợt nhận ra là có một số cái mình có câu trả lời, nhưng có một số cái đến ngày hôm nay á mà mình vẫn chưa có câu trả lời đâu, nhưng chuyện đó ok nha, tại vì mình vẫn đang trên con đường đi tìm. Đây là một cái điều đặc biệt mà Phương rất là muốn chia sẻ với tất cả những người bạn, những người em, những người mà tin tưởng yêu thương mình và dành cho mình những cái sự trăn trở mà mấy bạn chia sẻ. Thì Phương nghĩ là cái chuyện mà mình chưa có chạm được cái điểm hài lòng của tài chính hay là môi trường làm việc hay là cả là bản thân mình trong một cái sự nghiệp á, thì nó ok, tại vì cái hành trình đó lẽ ra nên là cái điều mà mình phải trân trọng, mình phải tận hưởng từng giây phút, nó là cái hành trình. Và mình không có đi một mình là đi những hành trình khác nhau nhưng mà cùng nhau ấy, và có những cái thử thách, có những cái điều mà chưa trọn vẹn nhưng mà nó không sao hết, tại vì nó cũng là tài sản của mình, miễn là mình sẽ thấy gọi là yêu thương bản thân mình, bởi vì ít nhất mình biết qua cái hành trình đó, những cái thử thách, mình biết là mình đã học được gì nè, mình là ai nè, rồi mình mong cầu những cái điều gì trong tương lai nè. Và ngày mai khi mà mình thức dậy á, hết cái hoàng hôn ngày hôm nay á, ngày mai mình thức dậy nó là một cái bình minh mới, và mình lại háo hức tiếp, và mình có cơ hội để thử thách những cái mới, tại vì cái con đường của mình nó không phải là đi từ đây đến đó, cái hành trình đi đó nó mới là cái những cái niềm vui. Và Phương hy vọng là mọi người cũng sẽ luôn luôn thấy được những cái niềm vui này, hoặc trong những lúc khó khăn mình sẽ nhớ lại cái cảm giác của những cái cục mốc đặc biệt đó, nó lôi mình đến với những cái điều đó để mình luôn luôn có được cái động lực, cái sự tự tin để mình đi tới phía trước. Nếu như mà bây giờ mọi người được trò chuyện với bản thân mình á, lúc mà mấy năm trước khi mình bắt đầu đi làm, ngày đầu tiên mình đi làm với cái người, cái phiên bản trẻ đó của mình á, thì mình sẽ muốn nói cái điều gì? Đang nghĩ lại coi cái cột mốc mà mình muốn nói, cái là cột mốc nào? Cái cột mốc đặc biệt là mới bước ra đi làm luôn á. Tại vì của My nó sẽ hơi khác, là vì My có làm kinh doanh riêng rồi có đi làm văn phòng nữa. Vậy nên... cái lúc trăn trở đầu tiên về cái sự nghiệp, về cái chuyện công việc, mình muốn quay lại nói với cái cô My năm đó những gì? Chị nói là đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đừng lo cứ lắng. Bước đi thôi. Đừng sợ hãi đúng không? Tại vì những cái khúc mà mình bị stress á, mình suy nghĩ nhiều á, mình muốn suy nhược thần kinh thật sự. Và đôi khi cái đó nó không có cần thiết, tại vì đối với cái cô My năm xưa á, là còn non nớt, nên là suy nghĩ quá nhiều những cái việc mà cô My bây giờ sẽ không nghĩ. Nhưng mà ngày xưa dĩ nhiên là không nghĩ được như bây giờ rồi. Thì nếu mà quay lại thì chỉ muốn nói là đừng sợ và đừng lo lắng nhiều, cứ bước đi thôi. Miễn là mình cứ đi tiếp đúng không? Miễn là mình cứ đi tiếp. Còn Yến thì sao? Quãng đường của em thì sẽ ngắn hơn chị My chút xíu, 3-4 năm hả? Vậy thì nếu bây giờ em quay lại em nói với Yến của 3-4 năm trước khi bắt đầu cái công việc mà em vừa kết thúc á, em sẽ muốn nói cái gì? Cứ làm đi. Cũng là cứ làm đi. Dạ, cứ bước làm đi và mọi người thương em. Mọi người thương mình đúng không? Nhưng mà Phương thì Phương nghĩ là nếu mà có dịp muốn nói là cái cô bé Ái Phương hồi xưa, Phương nghĩ là dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng dừng lại. Dù có, bây giờ Phương vẫn nói với Phương câu đó, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng dừng lại. Suy nghĩ kỹ thì rất là tốt, nhưng mà thật ra là mình suy nghĩ bao nhiêu cũng không đủ hết. Bởi vì đôi khi có những câu trả lời cho những câu hỏi hiện tại của mình nó nằm ở tương lai. Và mình cứ đi tiếp đi, và cái hành trình đi tìm những câu hỏi, câu trả lời cho những câu hỏi đó trong sự nghiệp, trong cuộc sống, nó mới là cái điều đẹp đẽ mà mình nên tận hưởng, thì không sao cả. Thực sự thì bây giờ Phương
vẫn có nhiều cái điều mà Phương muốn biết á. Ngày nào Phương cũng tự hỏi hết, nhưng mà tự nhiên khi mình nhớ lại khoảnh khắc hồi xưa mình bắt đầu so với mình bây giờ á, Phương lại thấy là ừ, hãy cứ đi tìm đi, và cái việc mà đi tìm đó nó đẹp đẽ lắm. Và hãy để sự nghiệp và công việc nó là một phần tài sản của mình, của cuộc đời của mình, chứ nó không có làm chủ mình. Và có thể là có bất kỳ điều gì đó mà mình chưa hài lòng trong hiện tại á, nhưng mà hãy nhìn những gì mình đã làm được đi. Mình đã làm hết sức mình rồi và mình rất là giỏi. Thì cho chắc là mọi người hãy giơ tay trái của mình lên nào. Đây nha, rồi để lên bàn của mình nha. Good job. Rất là giỏi đúng không? Bất kỳ chuyện gì đã qua, bất kỳ những cái gì trải nghiệm trong công việc đã qua, hay là những điều mà mình chưa đạt được nhưng mong muốn, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức mình mỗi ngày rồi. Và điều đó thật là tuyệt vời, tại vì sẽ không có ai giống mình và không có những cái trải nghiệm nào giống như mình trải qua hết. Các bạn ơi, có những cái câu hỏi mà các bạn gửi cho Phương, Phương một lần nữa Phương sẽ phải nói là Phương không biết. Phương vẫn đang đi tìm như mấy bạn, là chuyện đó bình thường. Chuyện đó bình thường, miễn là mình luôn cố gắng nè, mình luôn phát triển nè, mình phát triển sự nghiệp giống như mình phát triển con người mình, và mình luôn tin vào cái chuyện là vào ngày mai cái hành trình của mình sẽ đi xa hơn, mình sẽ tròn vẹn hơn ngày hôm qua, thì đó sẽ là cái niềm vui rồi. Và Phương mong muốn là qua cái tập ngày hôm nay á, thì Phương hy vọng là mình sẽ giữ được cái tinh thần đó để mà mình yêu thương bản thân mình hơn, mình không có ngược đãi mình trong công việc, hay là mình không hoài nghi giá trị của mình. Thì Phương mong là mỗi ngày các bạn đi làm, dù là ở giai đoạn nào, mình cũng luôn tìm thấy được những niềm vui ha. Rồi, ngày hôm nay thì cảm ơn Yến, cảm ơn My rất là nhiều. Cảm ơn các bạn khán giả đã đến với tập đầu tiên của podcast Before Sunset với chủ đề sự nghiệp và công việc. Phương chúc cho mọi người sẽ luôn luôn có được nhiều sức khỏe nè. Và ngày mai sẽ là một ngày rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ làm việc thật là hiệu quả. Và khi mà đến hoàng hôn mình nhìn lại, mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái và dịu dàng. Cảm ơn mọi người nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.